Video này mình sẽ rã cái động cơ Toyota Fortuner. Cái động cơ này bị hư hỏng khá là nặng, bắt buộc phải rã máy để tu nha các bạn. Đây là con Toyota Fortuner bị gặp sự cố giữa đường, mình tiến hành cẩu về kiểm tra. Hư hỏng ban đầu được đánh giá đó là hệ biến thiên cam các bạn. Cái bánh răng biến thiên cam không rõ lý do gì mà nó bị vỡ bể ra, nó văng bể luôn kể cả cái nắp cò. Mình tiến hành tháo cái nắp cò ra để kiểm tra sơ bộ thì tình hình nó còn nặng hơn dự đoán nha. Đây là cái bánh răng biến thiên cam, đây là một mảnh vỡ của nó và nó bể luôn cả một phần của cái đầu quy lát luôn mới ghê. Khách báo là xe bị hao nhớt và chảy yếu. Mình kiểm tra leak down test luôn và cho ra kết quả là máy yếu thiệt các bạn, yếu do hở bạc. Sau khi tư vấn rõ ràng mọi thứ thì khách quyết định hạ máy để đặt tu. Đây là cái máy xăng dung tích 2.7 nên nó cũng rất là đơn giản so sánh với cái máy dầu. Cục máy nó cũng nhẹ hơn so với máy dầu rất là nhiều. Công tác rã máy cũng diễn ra rất là nhanh chóng. Đầu tiên là anh kỹ thuật viên tiến hành rã các bộ cấu kiện xung quanh giống như dây điện, củ đề, họng nạp, bô, vân vân và vân vân. Sau khi các cấu kiện xung quanh được tháo ra thì các bạn có thể nhìn rõ được cái tình trạng của cái động cơ. Các bạn thấy được là nó cũng xuống cấp rất là nhiều các bạn, xì sọt rất là nặng nha, gần như ướt cả thân máy luôn. Bây giờ mình tiến hành gá cái động cơ lên cái đồ gá để mình rã hoàn thiện luôn. Đầu tiên mình sẽ rã cái nắp chụp sên cam, rã cái nắp chụp sên cam để tháo được cái hệ tâm minh ra. Có dấu xì nhớt rất là nặng ở chỗ cạc te nó liền với nắp chụp cam. Khi cái nắp chụp cam tháo ra thì các bạn có thấy được cái màu của các bộ phận của động cơ. Rõ ràng là cái anh chủ xe này không có bảo dưỡng chuẩn chỉ cho cái động cơ này. Mùi nhớt rất là khét nha các bạn. Đến đây thì mình phát hiện thêm hai cái mảnh vỡ của cái bánh răng biến thiên cam, nó lọt tuốt ở dưới này, có nghĩa là mình tiếp tục nổ máy thêm lâu hơn nữa một tí xíu có thể nó gây hư hỏng nặng thêm nữa nha các bạn. Hên là dừng đúng lúc. Thử bước tháo hai cái trục cam ra thì tình trạng hai trục cam thì cũng có xước nhẹ thôi, cũng không có nặng gì, hoàn toàn có thể tái tạo được. Nếu các bạn thực hiện bảo dưỡng kỹ lưỡng, sử dụng nhớt có nguồn gốc rõ ràng thì cái màu nhôm nó không bị dơ như vậy đâu, nó sẽ sáng hơn rất là nhiều nha các bạn. Và đặc biệt nó không có mùi khét. Mùi khét chính là mùi nhớt bị đốt, mà nhớt chất lượng cao thì sẽ không bị đốt. Rồi mình đã rớt đầu quy lát ra, các đỉnh bích tông đóng carbon cực kỳ nhiều luôn, nó rớt ra thành từng mảnh vỡ dùng như các bạn thấy. Đây là hiện tượng lên nhớt rất là nặng nha, lên nhớt do hở bạc, nhớt bị đốt cháy trong buồng đốt và nó động lại ở trên đầu piston. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cốc máy, sau đó mình rớt những trái piston ra. Thao tới đâu thì mình cũng sẵn tiện kiểm tra. Tới đó đầu tiên mình sẽ kiểm tra miễn của cái nắp tay biên. Cái miễn này thì cũng không có hiện tượng lúp nhưng mà nó đã bị trầy xước rồi. Những dấu trầy xước này cũng không phải là nặng lắm, nhưng mà tương lai thôi, xong sớm thì muộn thì nó sẽ lúp bê. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể là do chủ xe chạy thiếu nhớt. Khi mà bánh răng cam nó bị bể đó, áp lực nhớt nó sẽ giảm, từ đó nó sẽ giảm bôi trơn những cái miễn lót này, dẫn đến là trầy xước như các bạn đã thấy. Chất lượng cốt máy thì nó còn rất là tốt nha các bạn, có thể nó sẽ bị mài mòn theo thời gian thôi. Mình sẽ tiến hành đo đạc, mình quyết định có xử lý gì hay không. Còn đây là trái piston thì đã mòn nhẵn luôn, mất cái lớp mạ màu đen rồi. Phần bạc nhớt thì bị bó cứng luôn các bạn, bị kẹt trong cái rãnh bạc luôn. Nếu các bạn không bảo dưỡng kỹ lưỡng cái động cơ thì chắc chắn cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra nha. Bây giờ mình tiến hành gom lại các phụ tùng để chuyển qua phần hệ gia công cơ khí, tiến hành đo đạc cơ khí chính xác và lên phương án gia công. Ở đây các bạn thấy là các lòng xi lanh gần như nó mòn khá là nặng. Những cái vệt màu đen là vệt mòn đó các bạn. Anh kỹ thuật viên bên cơ khí chính xác sẽ tiến hành đo đạc. Đầu tiên là mình sẽ đo đạc cái cốt máy. Mình sẽ đo hết tất cả những cái đường kính của cái mắt cốt, ghi chép là kỹ lưỡng đàng hoàng, đối chiếu với thông số hãng. Thông số này nó có rõ hết nha các bạn, nó được ghi rõ trong cuốn sách hướng dẫn lắp ráp của cái động cơ này. Sau đó mình sẽ tiến hành đo piston, mình sẽ đo đường kính piston. Đo tới đâu ghi chép tới đó, nó làm cơ sở để làm hồ sơ của chiếc xe này, báo cáo với chủ xe tình hình của cái động cơ. Sau khi đo đường kính piston xong rồi, mình sẽ đo đường kính xi lanh luôn. Từ đó mình sẽ tính ra được khe hở của piston với xi lanh. Những kết quả này sẽ đúc kết và mình sẽ lên phương án đại tu cho chiếc xe.